anh check in này. À, đẹp. Em xin kính chào quý vị và bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và bạn không khí Tết tại thủ đô Hà Nội. Hôm nay là chiều mùng 5 Tết. Nhiệt độ ngoài trời rất là khoảng 20 độ C. Trời không có nắng, không có mưa. Nên nhiệt độ rất thích hợp để mọi người có thể đi chơi du xuân. Ngày mai mùng 6 Tết thì một số người cũng đã bắt đầu lại công việc cuối của mình thôi. Bây giờ em sẽ mời quý vị và các bạn cùng em đi tham quan một vòng con phố cũng như là xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, nhà phố cổ Hà Nội. Thì đây em điểm bắt đầu chúng ta đi sẽ là con phố Tràng Tiền nha các bạn. Đây phía tay trái chúng ta kia là nhà hát lớn nhỉ. Đây phố Tông Đản các bạn, ở phố Tràng Tiền. Đường phố Hà Nội thì dần dần đang bắt đầu đông lên giống như những cái ngày bình thường thôi. Đây nhà hát lớn này các bạn. Du khách đến với nhà hát lớn để du xuân cũng như là tham quan, chụp ảnh khá là đông. Đây, các bạn thấy rất là đông luôn này. Ở đông các bạn, kể cả có cả xe chụp ảnh đám cưới nữa này. Phía bên kia là con phố Tràng Tiền. Tòa nhà rất là đẹp các bạn. Bên phải chúng ta là con phố Lý Thái Tổ. Đây, du khách đang đi du xuân tham quan đường phố. Phố Tràng Tiền, một con phố rất là đẹp của Hà Nội. Các bạn thấy phía bên này có một cái tòa nhà trang trí nhiều màu sắc luôn này. Trên này mấy cửa hàng cơ hiệu cũng được trang trí rất là bắt mắt và đẹp theo phong cách hiện đại các bạn. Cảnh tượng rất là đẹp mắt. Có những du khách đang đạp xe. Trải nghiệm không khí Tết ở thủ đô. Anh này có quạt tóc rất là cao luôn các bạn ạ.
chiều hôm nay khả năng rất cao bờ hồ Hoàn Kiếm sẽ rất đông các bạn. Thời tiết rất đẹp. Đây, đường xá đã đông đúc tắc từ ngay cái đoạn này. Tràng Tiền, chỗ kem Tràng Tiền rồi các bạn. Đầu năm xuân mới đi tham quan bờ hồ Hoàn Kiếm, rồi ăn kem Tràng Tiền nữa thì hết sẩy các bạn. Đây, kem Tràng Tiền có từ năm 1985 nha các bạn. Mọi người đứng ở cả hai bên đường rất là đông nữa này. Rất là đông luôn các bạn. Chiều hôm nay bờ hồ Hoàn Kiếm đông đột xuất các bạn. Du khách tập trung vô cùng đông đúc đây. Bên kia trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza, một trong những trung tâm thương mại mà đầu tiên ở Hà Nội. Rất là đẹp. Rẻ. Bây giờ ngày nay trung tâm thương mại này bán toàn hàng hiệu mang tầm đẳng cấp thế giới rồi các bạn. Rồi chúng ta ra đến phố Đinh Tiên Hoàng cũng như là bờ hồ Hoàn Kiếm rồi các bạn. Rồi du khách rất đông đúc, bóng bay đẹp tuyệt vời luôn này các bạn ạ. Chúc mừng năm mới các bạn. Đi ra đằng kia đằng này. Cải thiện gì á? Mùa năm mới 2024. Em sẽ đứng lại để quay vị xem một vòng nhé. Ở chỗ này rất đông luôn các bạn ạ. Đây các bạn, phía bên cái chỗ phố nhà sách Đinh Lễ rất là đông. Di tích lịch sử tháp Hòa Phong rồi các bạn.
rất đông các gia đình. Đông nghịt luôn các bạn. Kèm khói các bạn. Chỗ này chính giữa bờ hồ Hoàn Kiếm các bạn ơi, đông nghịt. Đây chỗ chụp ảnh check in này. Bán bóng bay các bạn, chị có cô ăn mặc rất đẹp luôn này. Bóng rất là đẹp luôn các bạn.
Trên này là cầu Tây Húc và đền Ngọc Sơn quý vị các bạn. Đây một cái biển chào rất đẹp các bạn. Đền Ngọc Sơn thưa quý vị và các bạn. Đoàn du khách
rất giống người Hàn Quốc, người Trung Quốc. Ở đoạn này rất đông quý vị các bạn. À, đẹp. Chúng ta đang đi vào khu vực phố cổ nha quý vị các bạn. Hôm nay lượng du khách đổ về với bờ hồ Hoàn Kiếm phố đi bộ tăng đột biến. Còn ở trong phố cổ này thì vẫn không đông bằng. Rất sôi động đông vui các bạn. Phố bia tại huyện Lương Ngọc Quyến các bạn. Đào Duy Từ thưa quý vị và các bạn.